Quá được một tay rồi, đang set up bòn bẻ tay chưa tập. Có đòn bẻ tay chưa tập không? Và chắc chắn đó sẽ là một đòn bẻ tay chưa tập. Và đã có một cú chịu thua đến từ Phan Huy Hoàng. Lại một chiến thắng chấp nhoáng nữa. Wow! Quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với màn so găng đầu tiên ở Cân Hắc Báo. Nhưng mà trước tiên, hãy cùng xem CV của hai võ sĩ để biết họ là ai. Tôi, Phan Huy Hoàng, đến từ Nha Trang, đại diện cho Minh Sang Club. Đến với giải thần võ, tôi tôn trọng đối thủ và không biến hết mình cho trận đấu. Và chúng ta hãy cùng đến với lại cặp trận thứ 5 trên sàn đấu, đó chính là võ sĩ Phan Huy Hoàng, võ sĩ đến từ võ đường Minh Sang MMA. Tôi là Lê Thành Trung đến từ Bình Định, máy màu của Tân Lớp. Tôi sẵn sàng vào tất cả các võ sĩ khác tại thần võ Việt Nam. Hãy cùng đến với lại đối thủ của Phan Huy Hoàng, đó chính là Lê Anh Trung, võ sĩ sinh năm 1999, đến từ võ đường Tăng Lớp. Biệt danh của Lê Thành Trung phải nói cực kỳ thú vị, anh ta yêu cầu chúng tôi hãy gọi anh ta là máy bào. Đơn giản bởi vì cái lối chơi nhiệt huyết, liên tiếp tung ra những cái đòn đấm liên tiếp của mình, thì để coi trời trong cái bảng thi đấu này Lê Thành Trung sẽ tiếp cận như thế nào. Thành tích đến từ bên phía của Phan Huy Hoàng ở trong giải đấu chuyên nghiệp đó chính là 6 trận, trong đó có 3 trận thắng. Và chúng ta đang đến với trận đấu ở hạng cân 63kg. Hạng cân 63kg được chúng tôi gọi là Hắc Báo. Rất thú vị, rất thú vị. Khi mà cả hai võ sĩ ở trong cái cặp trận thi đấu thứ 5. Võ sĩ đứng ở bên góc đài màu xanh là đại diện đến từ Minh Sang MMA, sinh năm 1996 và với chiều cao là 1m67, và anh đến từ Quảng Ngãi. Thành tích chuyên nghiệp 3 chiến thắng 3 thất bại, và đó là Phan Huy Hoàng. Thử thách mà Phan Huy Hoàng sẽ phải vượt qua trong buổi tối ngày hôm nay đến từ Tank Club, sinh năm 1999, với chiều cao là 1m68 và đến từ Bình Định. Thành tích chuyên nghiệp, huy chương vàng Kudo Cần Thơ, một trận đã đấu MMA chuyên nghiệp, và đó là máy bào Bình Định, Lê Thành Trung. Vâng, ai cũng quyết tâm giành chiến thắng, tuy nhiên chiến thắng thì chỉ có kêu tên một người. Và cái tên nào sẽ được vinh danh thì câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Còn bây giờ cho phép Hiền Ngô xin được mời vị trọng tài sẽ điều khiển trận so găng ngày hôm nay. Xin mời ông Nguyễn Quang Vinh. Red Blue. Hai con xin chú ý, thi đấu đúng luật, nghe khẩu lệnh cho tôi. Nghe khẩu lệnh của tôi. Chẳng vâng. Corner. Và chúng ta chúng ta đang đến với trận thi đấu ở cân 63kg, Hắc Báo Phan Huy Hoàng đối cùng với Lê Thành Trung.
Lê Thành Trung sẽ là võ sĩ bên phía của góc đầy đỏ. Ui, một tình huống đấm phải tốt, đấm tay tốt đến từ bên phía của Lê Thành Trung. Bây giờ là những cú búa của Phan Huy Hoàng về phía đầu của Lê Thành Trung. Phan Huy Hoàng là một võ sĩ vô cùng đa dạng. Anh thi đấu bộ môn Muay Thái, Boxing, Kickboxing và bây giờ là cả MMA. Còn ngược trở lại thì Lê Thành Trung ở trong giai đoạn vừa qua cũng đã chia sẻ là anh ta tập luyện rất nhiều những cái tình huống đánh vật. Vẫn tiếp tục là những tình huống chuyển đổi vị trí của cả hai võ sĩ. Lê Thành Trung huy chương đồng BJJ toàn quốc đang thể hiện được đẳng cấp của mình trước Phan Huy Hoàng. Phan Huy Hoàng ở thời điểm hiện tại đang cố gắng để có thể có được vị trí ngồi trên bụng, nhưng Lê Thành Trung đang thể hiện được cái kinh nghiệm thi đấu đấu vật của mình. Tưởng chừng như là Lê Thành Trung sẽ gặp bất lợi khi mà anh ta tiếp cận với lại hiệp thi đấu đầu tiên bằng một tình huống ăn đấm, nhưng ngay lập tức chuyển hóa những cái bất lợi của mình thành những cái lợi thế, khiến cho đối thủ phải đánh ở trong cái sở trường của anh ta. Thưa quý vị, nếu như quý vị để ý thì trong 5 trận đấu vừa diễn ra đã có rất nhiều trận đấu được giải quyết ở thế địa chiến. Và trận đấu này cũng vậy, rất nhanh chóng, rất chóng vánh. Vâng, và xin chúc mừng võ sĩ Lê Thành Trung. Và chúng ta sẽ quay lại với Lê Thành Trung. Một chiến thắng submission, một chiến thắng knockout bằng đòn khóa xiết. Được biết Tăng Lục là một câu lạc bộ không quá mạnh trong những tình huống địa chiến, nhưng bạn đã làm được điều mà các đồng đội của mình chưa làm được ở nhiều trận đấu. Cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Cảm giác của mình rất là hào hứng, bất ngờ khi mà mình thực hiện được đòn đó. Nhưng mà thật sự là cảm ơn câu lạc bộ Tăng đã giúp mình cải thiện hơn về cái phần địa chiến. Thực ra trước đây thì mình cũng thua về những cái đòn khóa xiết như này, và bây giờ thì mình đã cải thiện được một chút. Trong trận đấu thì trước đầu trận bạn bị đối thủ của bạn đấm choáng trong một tình huống khi bạn ngã xuống sàn, trong lúc đó thì bạn nghĩ bạn sẽ làm gì? Lúc đó mình chỉ cố gắng là hết mức để có thể chiến đấu tiếp, và cố gắng tìm cách để thoát ra những vùng vẫy trong lúc mà bị choáng. Chúng ta đến với một kết quả là một kết quả knockout kỹ thuật bằng đòn khóa xiết. Xin cảm ơn bạn, hãy cho bạn một tràng pháo tay đi ạ.